Hello mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục quay lại review cho mọi người xem về con chim mình nuôi bữa giờ nhé. Hôm nay thì mình đã gọi là nuôi nó dạn đến 90% rồi. Và nó tự tin đứng hót trước camera rồi. Nếu mà mọi người coi đến cái clip này rồi thì mọi người sẽ không tin đây là con bổi mình nuôi trong vòng 2 tháng. Nhiều người sẽ nghi ngờ mình đây là một con bổi mà gọi là bẫy bẫy sọng, nhưng mà không, con này là con bổi tinh mình mua lại của một anh bẫy trên rừng ở khu vực Biên Hòa. Thì đây là cái quá trình mà mình nuôi thuần đến bây giờ là được 2 tháng, từ một con bổi cực kỳ nhát luôn. Nếu mà mọi người coi về cái series mình thuần hóa con bổi này từ một con mọc tinh mà lúc mà mở áo lồng ra dãy tưng 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 như là gặp mình gặp ma, thì hôm nay nó đã tự tin nó đứng hót trước camera máy quay rồi, nhìn như là một con chim con nuôi lên chứ không phải là một con bổi tinh là nuôi lên như vậy. Cũng có thể là mình thuần theo cái phương thức này mình may mắn và gặp tính này nó dễ chịu nên là nó mới nhanh thuần như vậy. Còn một số anh em thì cũng có nuôi theo cái dạng bỏ đói, thì có lúc là bỏ đói thì nó rất là dạn dĩ, rất là thuần, nhưng mà khi mà nuôi lại chế độ bình thường ấy thì nó nhét. Cái đấy phần nhiều vẫn là do cái cắt của người nuôi. Thì khi mà bỏ đói mà nó dạn với người rồi thì mọi người nên cố gắng cứ duy trì cái chế độ tiếp xúc mỗi ngày với nó một ít như mình như thế này. Thì mỗi ngày mình tiếp xúc với nó cũng không có quá nhiều đâu, bỏ ra tầm cỡ tổng thời gian chắc khoảng hơn nửa tiếng thôi. Rồi sáng mình móc ra mình cho nó ăn mồi màng, rồi đứng mình kiểu mình hót chuyện với nó, với mình tiếp xúc với nó, xong rồi mình bắt đầu mình cho nó phơi nắng này kia các thức. Sau đó đến trưa thì mình lại cho nó ra tắm. Tắm xong mình cũng phơi nắng nhẹ cho nó 2-3 phút để nó ráo lông. Rồi bắt đầu lại treo vào trong chỗ mát cho nó nghỉ ngơi, đến chiều mình cũng lại treo ra chơi với nó như vậy. Nói chung là nuôi chim ấy thì theo cá nhân mình thấy thì một ngày mọi người nên có thời gian rảnh. Rảnh ở đây là ít nhất phải dành cho nó khoảng hơn 30 phút một ngày. Thì nuôi nó sẽ nhanh dạn. Nó chỉ có hơi bực với lại khó chịu cái thời gian đầu, cái lúc mà mình mới tiếp xúc với nó. Thì mọi người phải hiểu nguyên lý là nó là một con bổi đang bay nhảy tự do ngoài rừng và hoàn toàn lạ lắm với thế giới con người. Thì khi mà mang về thuần hóa thì tùy vào cách thuần của mỗi người thì sẽ có cái chung ấy là sẽ tiếp xúc dần với con chim và tạo cho nó một cái cảm giác là con người an toàn với nó. Con người là cái loài mà cung cấp thực phẩm và là bạn của nó, thì lâu dần nó sẽ hình thành lên một cái thói quen là con người không hại nó. Thì lúc đó thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ cảm giác con người không còn nguy hiểm nữa, thì sẽ như mình đứng trực tiếp cầm máy quay như vậy, và nó hoàn toàn không còn sợ hãi hay là đề phòng mình nữa. Đấy, mọi người sẽ thấy là nó tự tin, nó đứng, nó ăn, nó uống, nó hót. Nhiều người không thuần hóa được đến giai đoạn này như mình, với lại kêu là cái thời gian thuần như vậy thì nhiều khi nó cũng hơi giả tạo. Nhưng mà thực tế nếu mà mọi người có coi về toàn bộ quá trình mình nuôi nó thì cái thời gian mình nuôi nó cũng chỉ khoảng 2 tháng hơn một xíu thôi. Mình đều làm video đều đặn up lên trung bình khoảng tuần, hơn tuần là mình up để cho mọi người theo dõi quá trình mình nuôi nó. Thì đến thời điểm hiện tại thì đấy, mọi người có thể thấy là mình tiếp xúc trực tiếp với nó, nó dạng dĩ như là một con chim nuôi nuôi non lên, nuôi đút lên. Vì cái này nói chung là mọi người chỉ cần hiểu cái nguyên lý thuần của một con chim thôi, thì khi mà thuần hóa nó thì nó rất là dễ. Đó, hôm nay thì mọi người có thể thấy là nó đã tự tin hoàn toàn đứng trước máy quay khi mà mình quay và mình nói như vậy. Nó không còn cái dấu hiệu nên là hoảng với bay ôm vằn này kia nữa. Nó vừa bay có bay lại mà vừa chào, và là giọng nghe rất là rõ ràng và dõng dạc. Thế thì nuôi đến được giai đoạn này thì bắt đầu là mình sẽ chuẩn bị tập cho nó đi dợt cà phê, đi đấu với đầu chim cà phê. Thì dần dần nếu mà nó có tố chất thật sự thì
sẽ bắt đầu tham gia những cuộc thi nhỏ như giải tuần, giải tháng. Rồi nếu mà có triển vọng mà tố chất hơn nữa thì sẽ đi những giải mà nhiều lòng hơn. Thì nếu mọi người có thấy hay thì hãy like và subscribe kênh mình để theo dõi cái quá trình mình nuôi dưỡng con chào màu bội này lên nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video clip lần này. Bye bye mọi người, hẹn mọi người video clip tiếp theo.